những chi tiết lạ trong hợp đồng tiền hôn nhân của Ronaldo. Ronaldo và Georgina có một hợp đồng ghi rõ rằng nếu như Ronaldo phản bội bạn gái thì cô sẽ nhận được những khoản đền bù kếch xù. Báo chí Bồ Đào Nha cho hay đây là cách họ duy trì hạnh phúc và sự ràng buộc trong suốt thời gian qua dù không đăng ký kết hôn. Thỏa thuận này được ký vào năm 2017, thời điểm Georgina mang thai đứa con đầu tiên của hai người. Nó nêu rõ nếu Ronaldo lừa dối Georgina để qua lại với phụ nữ khác, ngôi nhà của anh ở La Finca, Madrid, Tây Ban Nha sẽ tự động được sang tên Georgina. Dinh thự này rộng tới 800m². Nó có giá 5 triệu euro hồi 2018 và bây giờ chắc chắn mức giá của nó đã tăng đáng kể. Đây được coi là một trong những căn nhà đẹp nhất trong vùng. Ngoài dinh thự tại Finca, Georgina cũng sẽ nhận được khoản trợ cấp mỗi tháng khoảng 100.000 euro đến hết đời. Tuy con số này không là bao so với hàng triệu euro Ronaldo kiếm được mỗi tuần tại Anas, nhưng nó cũng là một sự đảm bảo nhất định cho mối quan hệ của cả hai. Sự đảm bảo ấy được thể hiện bằng việc cả hai đã bỏ qua những trục trặc trong thời gian qua. Khi Ronaldo không hài lòng về việc Georgina vạch áo cho người xem lưng trong hai tập phim tài liệu về chính cô trên nền tảng phim trực tuyến Netflix, Georgina đã công bố những câu chuyện thâm cung bí sử không được lòng Ronaldo. Siêu sao 38 tuổi cũng không đồng tình vì Georgina tự mình đến những trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất tại Jeddah. Nhưng mới đây, cả hai đã tay trong tay xuất hiện ở một sự kiện phần nào đập tan những tin đồn rạn nứt. Được biết, một số điều kiện trong thỏa thuận giữa cả hai đã được sửa đổi sau khi Georgina sinh con gái thứ hai cho Ronaldo vào năm 2022. Bởi họ không muốn ảnh hưởng nhiều đến các con trong trường hợp phải kích hoạt hợp đồng tiền hôn nhân này. Herbalife gia hạn chương trình hợp tác tài trợ dinh dưỡng chính thức của Cristiano Ronaldo ngày 31 tháng 5 năm 2023. Tình cũ Ronaldo quay hình thể như tạc tượng với bộ cánh hở bạo ngày 22 tháng 5 năm 2023. Messi vượt mặt Ronaldo lập kỷ lục trong ngày PSG lập kỷ lục ngày 28 tháng 5 năm 2023. Ronaldo chính thức trắng tay ngày 28 tháng 5 năm 2023.